Kỳ Duyên xin kính chào quý vị. Hôm nay Kỳ Duyên xin nói về một câu chuyện mà Kỳ Duyên nghĩ là nếu quý vị là quý chủ tiệm nail thì quý vị nên theo dõi, vì hôm nay chúng tôi sẽ nói cái cách nào để mang thêm lượng khách đến tiệm cho quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ Kỳ Duyên xin giới thiệu đến quý vị một người, anh là người sáng lập ra của cái app gọi là Mabi app, một cái app mà phải nói là hiện giờ đang gây rất nhiều những chấn động trên thị trường trong ngành làm nail. Nhưng mà riêng Kỳ Duyên hôm nay thì phải nói rằng giới thiệu người này mà không ưa tí nào. Tại vì người này là con trai mà có cái mái tóc đẹp hơn mái tóc của tôi hôm nay là tôi thấy gan gạ lắm rồi đó. Xin quý vị chào đón anh Cao Khoan của Mabi. Dạ, yeah, chào chị ạ. Chưa chi vô là chị phải dìm hàng em một tí rồi nhé. Thưa quý vị, hai chị em là sửa soạn để làm show mà tóc em hôm nay lại ra mượt mà bồng bềnh hơn chị là sao? Em nói người ta rồi là làm ít hơn chị một tí mà mấy bạn nó làm sao em không biết nữa. Chắc lại tóc đẹp phồng tự nhiên phải không? Thì thưa quý vị, nếu mà đây là lần đầu tiên quý vị theo dõi câu chuyện thì xin giới thiệu sơ về cái app của Mabi. Cái app của Mabi đó quý vị hình dung nó như là một cái Uber hay là cái Grab. Có nghĩa là nó kết nối giữa người khách hàng với cái người cung cấp một cái dịch vụ. Và cái dịch vụ mà chúng ta cung cấp là cái dịch vụ làm nail. Thì cái app đó nó sẽ tự động, nó ví dụ Kỳ Duyên là một người khách hàng mới, Kỳ Duyên tới một cái tỉnh mới, Kỳ Duyên chỉ cần vào cái app, bấm lên một cái gọi là Nail Store Near Me hay là Nail Salon Near Me, thì nó sẽ hiện hình lên tất cả những cái tiệm nail ở chung quanh vùng của quý vị. Và nó lại tiện hơn nữa là khi khách hàng bấm vào cái tiệm của quý vị, nếu mà quý vị là khách hàng của chúng tôi thì sẽ thấy được ở trong đó là tất cả những cái khung giờ trống, những cái người thợ làm nail, hình ảnh trong tiệm của quý vị. Ngay cả những người thợ làm nail có thể bỏ lên những cái bộ móng tay đẹp mà mình làm. Thành ra từng người thợ có thể có một cái profile riêng. Và người khách hàng sẽ đặt chọn cái khung giờ, chọn cái người thợ, bấm vào là ở bên tiệm của quý vị sẽ nhận ngay cái tin đó và người thợ cũng nhận. Như vậy thì nó sẽ save được rất nhiều thì giờ cho những người chủ tiệm nail, thay vì mình ngồi mình phải trả lời phone. Ví dụ như là em thấy Kỳ Duyên đã từng đi làm móng tay ở những cái tiệm nhỏ mà ngay cả người chủ cũng phải là người thợ, thì cứ đang làm cho Duyên thì cứ phải đi nghe phone, rồi nhiều khi đeo cái nghe tai, nhưng mà vẫn phải chỉ huy em làm xong chưa, em là mình thấy nhiều khi trong tiệm mà tiếng Việt cứ người này gọi ới người kia, như là nó nghe là nó xáo trộn. Thì với cái Mabi app nó dễ dàng và quý vị khỏi phải lo cái chuyện đó nữa. Thì chị hỏi em là từ ngày mình ra đây, cái Mabi app mình cũng ra từ đầu năm tới bây giờ, thì em thấy cái phản hồi của khách hàng làm sao? Họ thấy họ dùng nó có dễ dàng cho họ dùng không? Và thứ nhì là làm cách nào để mà tăng thêm cái thu nhập cho họ? Lời đầu tiên Mabi xin phép cảm ơn quý vị đã download về và sử dụng. Em nhận được những phản hồi rất là tích cực. Bên cạnh đó có một cái điều mà em nhận được rất nhiều từ mọi người là làm như thế nào để mà tăng thêm thu nhập và đương nhiên là tăng thêm lượt khách. À, cái chuyện đó thì chị nghĩ là ai cũng muốn hết. Và sau bao nhiêu tháng mà mình đã hoạt động đó thì em có nhận được sự phản hồi nào của khách hàng hay là của chủ tiệm nail là dùng cái app của mình có khó không, và họ có mang thêm được khách hàng đến và thu nhập nhiều hơn không? So về technology thì Mabi rất dễ sử dụng. Và em kể chị nghe một câu chuyện là vui từ một chị khách tên là chị Kim từ Sacramento. Thì chị hoàn toàn không biết gì về technology hết. Hai anh chị mua lại cái tiệm nail và gọi cho Mabi, nói là em ơi giúp chị đi em ơi, tiệm của chị bây giờ vắng quá và chị không biết làm như thế nào. Thì em nói là chị ơi, chị có cái customer list không, chị gửi qua cho em. Chị cũng không có cái list luôn. Chị screenshot cho em 10 cái trang là số điện thoại thôi. À, có rồi nghĩa sau là ai gọi và chị screenshot thôi. Dạ, yeah. Okay. Chị gửi qua. Thì sau đó là đội vận hành Mabi xin toàn bộ qua bên app của Mabi và chị gửi promotion tới cho khách hàng. Thì sau thời gian là 2 tháng sử dụng thì bây giờ cái số lượng khách của chị lên là 300 người ạ. Oh wow, từ 70 lên tới 300 người. Như vậy là lên tới 400% hơn chỉ trong vòng 2 tháng. Dạ vâng. Wow, thế quý vị thấy không? Kỳ Duyên biết là các quý chủ tiệm nail vì mình quá bận, thành ra nếu mà nói là phải học hỏi một cái app mới hay làm cái gì thì nó hơi khó. Vì vậy
Mabi chúng tôi sẽ làm hết cho quý vị. Chẳng hạn như là chị Kim ở Sacramento, quý vị thấy là hoàn toàn không biết gì về technology, chỉ việc gửi tới cái list của client thì chúng tôi sẽ bỏ vào cái hệ thống cho quý vị. Và như vậy thì mỗi lần mình sell hay mình có cái gì mình có thể làm ngay trên máy và gửi ngay cái đó. Và cái này là cái app mà chị thấy tại sao nó hay là như vậy nè. Ví dụ bây giờ mình quảng cáo, mình đăng tờ rơi hay là gì đó, mình sẽ quảng cáo rằng là hôm nay mình có sell hay tuần này mình có sell, thì tới lúc mình gửi ra rồi đó, nó rất là lâu. Còn ngay bây giờ chỉ cần một cái khung giờ mình đang trống, ví dụ giờ người ta đang đi làm, người ta từ 3 giờ tới 5 giờ, mình có thể tự hạ giá xuống. Điều tới đây sẽ được một cái voucher, một cái discount gì đó trong hai khung giờ này thôi. Nhưng mà sau 5 giờ thì mình lại lên, mình nói trở lại bình thường. Thành ra những cái khách mà họ sau đó họ mới vào coi, họ không nói, ủa sao thấy vẫn còn sale mà bây giờ hết sale rồi. Thành ra cái đó là một cái cách rất là hay để mà mang thêm một cái lượng khách tới. Đó là khách cũ của mình. Còn nếu mà khách mới đó, thì như là chúng tôi đã nói rằng là khi quý vị ở trong hệ thống, người ta nói là người ta nói tới nơi vừa vặn lên tôi muốn đi cái tiệm nào, họ sẽ thấy được tiệm đẹp, tiệm gần thợ nào và họ sẽ tới thử lần đầu. Và đó là một cách để mình mang thêm một cái lượng khách mới tới nữa, phải không? Nhưng mà bây giờ trở lại cái câu chuyện em nói là sau khi đó em đi em hỏi, thì người ta nói là một cái điều chung mà các chủ tiệm nail ai cũng cần là thêm tăng thêm thu nhập. Tăng thêm thu nhập, và cách tăng thêm thu nhập là tăng thêm khách. Dạ, vậy thì bây giờ mình lại có một cái cách nào mới hơn nữa không? Dạ thì lúc trước bọn em cứ muốn là khách hàng download về sử dụng, nhưng mà em hiểu được tâm lý là họ rất là khó khăn trong cái việc là không quen về công nghệ thông tin, rồi sợ sệt thế nào thế kia. Bây giờ thì bên em có một cái phương pháp khác là tự đưa khách hàng tới với quý chủ tiệm nail, với điều kiện là mọi người đồng ý trước cái đã. Rồi có nghĩa là mình sẽ đưa khách hàng tới chủ tiệm nail, rồi sau đó chủ tiệm nail có thể là họ thấy thuận lợi họ download sau cũng được. Thì như vậy là mình đưa bằng cách nào? Có nghĩa là hiện giờ là quý vị không có phải download, quý vị không có phải trả một đồng nào cả. Quý vị chỉ cần đồng ý để cho chúng tôi đưa khách cho tôi quý vị. Quá dễ phải không? Mabi có liên kết với Google và Yep. Để mà đưa khách hàng tới. Họ có thể book qua cái phần web để mà đưa khách hàng tới tiệm mình ạ. À, như vậy để chị cắt nghĩa kỹ hơn một tí, có nghĩa là nếu quý vị đằng nào quý vị cũng đang quảng cáo ở trên Yelp hay là trên Google Business hay là những bất cứ cái nơi nào trên mạng của quý vị, thì nếu có sự đồng ý của quý vị, Mabi sẽ là cái người ở giữa để lấy cái hẹn đó cho quý vị. Thay vì ví dụ việc là Duyên là người khách, Duyên vào Yelp, Duyên coi tiệm nail nào gần, tôi thích tiệm nail ABC, nhưng mà nó có cái số phone, Duyên lại phải gọi tới, phải kiếm đường, kiếm này nọ và đặt hẹn trên phone. Thì bây giờ Duyên chỉ cần thích cái tiệm đó, Duyên click vào cái tiệm đó, nó sẽ đưa tới cái trang của quý vị để tự động lấy hẹn. Là sẽ thấy hình tiệm quý vị, khung giờ, thợ nào, rảnh ngày nào, có promotion gì, Duyên muốn đi ngày nào, Duyên tự đặt ngay vào ở đó. Thành ra nó save được cái bước là phải gọi vào. Tại vì nhiều khi mình gọi vào mình rất dễ mất khách hàng. Em xin bổ sung ý kiến nữa là đối với ví dụ về job thì mình khi mình phải vào và mình nhớ cái tên chính xác cái tiệm là gì chị mới book được. Okay. Còn khi bây giờ chị vào mabi.us chị sẽ thấy những cái tiệm xung quanh hết. Và có nghĩa là mình sẽ dễ dàng hơn để mà lựa chọn được cái tiệm và cái người thợ mình mong muốn. Thì cái đó là cái mình vẫn có, nhưng mà đây là mình đang nói cho những người nào mà họ chưa có Mabi và họ đã có những cái gì họ đã quảng cáo thường xuyên rồi của chính họ, thì những người đó mình vẫn có thể giúp để đẩy thêm khách hàng tới, và cũng như là một cơ hội để quý vị thử cái công nghệ mới. Nhưng mà riêng về Mabi đó thì phải nói là chúng tôi cũng tích cực quảng cáo rất nhiều ở trên Google để Mabi trở thành một trong những cái top site mà người ta, như quý vị vừa search thì cái Mabi sẽ hiện hình lên. Và cho tới ngày hôm nay thì chúng tôi lại được tới cái lượng mà gọi là lượng traffic mà nó đi vào cái app của mình, đó là hình như chị nghe nói tới 1 triệu lận phải không? 1 triệu một tháng à? À, 1 triệu một tháng là 1 triệu traffic họ sẽ vào Mabi, hay là họ đã vào Mabi để họ kiếm tiệm nail. Thành ra với 1 triệu lượng khách hàng đó, chúng tôi sẽ đẩy qua những cái tiệm nào mà có trong cái hệ thống của Mabi.
Mà cái đó thì hiện giờ là nếu mà muốn vô cái hệ thống Mabi là mình có phải download xuống chưa, hay là vẫn cũng chưa cần download xuống, chỉ cần đồng ý là được rồi hay là sao? Dạ, và đây là một cái cách khác để Mabi đưa khách hàng đến với quý chủ tiệm nail, là thường những người khách họ sẽ vào Google, họ search là salon near me, thì sẽ hiện lên là Mabi đầu tiên. Thì mình quý khách có thể là những quý khách hàng Mỹ, họ có thể là gọi điện thoại, họ có thể book. Đó cũng là một cái cách để mà đưa khách Mỹ tới tiệm mình dễ dàng hơn. Có nghĩa là hiện giờ đó chúng tôi được biết là mỗi một tháng hơn có 1 triệu người search cái từ mà salon near me. Thì với cái kỹ thuật của Mabi, Mabi có thể mang cái lượng search đó vào trong cái website của Mabi, và từ đó sẽ đưa tới tất cả những quý chủ tiệm nail ở trong cái vùng đó. Mà chị biết là cái từ khóa salon near me ấy chị. Và đây là một cái cách khác mà đưa những người khách có nhu cầu làm nail tới với tiệm, là thường họ sẽ vào Google, họ search là salon near me. Thì cái con số đó cực kỳ lớn chị ơi. Nhưng mà họ vào đó thì cái trang mabi.us của mình nằm ở trên đó rồi. Thì họ sẽ vào đó, họ thấy được là có bao nhiêu tiệm xung quanh, họ có thể gọi và họ có thể book qua cái web và không cần app luôn. Vậy là hồi trước tới giờ đó phải nói thêm cách nghĩa kỹ hơn, là mình có hai cái cách để cho khách hàng tìm tới tiệm mình. Thứ nhất là những khách hàng nào mà họ có cái Mabi app thì họ chỉ làm trên phone thôi. Bất cứ họ ở nơi nào trên nước Mỹ, vặn cái Mabi app lên họ sẽ thấy tất cả những tiệm nail chung quanh vùng của họ. Nếu họ không có cái app đó, họ vẫn có thể lên mạng và họ search theo những cái cách mà mình vẫn search Google cho cái gì đó, salon near me. Thì khi mà họ search cho salon thì quý vị sẽ thấy rằng là Mabi sẽ là cái hiển hình đầu trên hết. Mà quý vị nhớ mỗi lần mình search đâu nó có cái chữ ad á, là vì chúng tôi đã trả rất rất nhiều tiền để được cái vị trí lên trên đầu như vậy. Và khi những cái search đó họ bấm vào Mabi thì từ lúc đó chúng tôi sẽ đưa những người khách tới những cái tiệm nail chung quanh vùng. Các nghĩa vậy đúng không? Và tất cả những cái đó hiện giờ là miễn phí cho chủ tiệm nail. Dạ, em cũng mong muốn là đưa cái lượt traffic khách hàng tới với quý chủ tiệm nail. Họ thấy được là Mabi làm gì cho họ, hiệu quả ra sao. Sau đó họ sử dụng 3 tháng miễn phí đi rồi họ đăng ký họ sử dụng sau. Ok, cái đó thì quá tuyệt vời. Tại vì chị được biết đó, và chị cũng nói chuyện với rất nhiều những người chủ tiệm nail, cái tiền mà để họ quảng cáo đó lớn lắm. Nhiều khi là tới, nghĩa là những một tiệm nhỏ như chị biết cô bạn, chị có khoảng chừng hình như là 8 thợ hay gì, 7-8 thợ thôi, thì cô đã nói cô phải trả tới mấy ngàn lận. Mà còn nghe nói là những cái trang, mình tất nhiên mình không nói trang nào, nhưng mà nếu mà mình không trả tiền cho họ đó thì họ cắt luôn, họ làm như tiệm mình không có trên đời. Và cũng còn với Mabi, cái này mới là cái dễ thương. Chị được biết nè, ngay cả quý vị không download app, quý vị không dùng cái dịch vụ của chúng tôi, thì bất cứ ở nơi nào mở lên vẫn thấy tên, địa chỉ và tiệm của quý vị. Chỉ có cái khác là nếu quý vị dùng cái Mabi app thì chúng tôi có cái cơ hội để làm cho quý vị một cái trang profile nó đẹp đẽ hơn. Mở lên sẽ thấy hình tiệm, sẽ và có thể là chúng tôi có thể đưa được người tới tiệm để chụp hình cho quý vị. Nếu quý vị ở những vùng mà nhiều người Việt, như là ở California hay là ở Houston, thì chúng tôi có người sẽ đi tới để phục vụ những quý vị, là tới chụp hình trong tiệm gì, load up hết quý vị. Lượng khách hàng quý vị cứ chụp hình mang tới, đội ngũ cũng sẽ load hết cho quý vị luôn. Thì tất nhiên khi mà Duyên là người khách, Duyên lựa thì Duyên thấy ồ tiệm đẹp nè, thợ đẹp làm cái gì, thì Duyên sẽ thấy hứng khởi hơn. Còn nếu không thì quý vị vẫn được cái tên và cái địa chỉ, số phone, người ta vẫn và có cái thể cách hướng dẫn tới tiệm. Dạ, cái hướng dẫn đó vẫn là get direction giống bình thường, thì quý vị tự động là cũng sẽ có cái đó rồi. Wow. Như vậy thì quá tốt. Nhưng mà chị nghe kể những cái câu chuyện mà như lần trước mình nói đó, nhất là những cái tiệm mà nhỏ nhỏ thì họ được cái sự giúp đỡ của Mabi thì thấy nó hoàn toàn khác hẳn đó mà. Dạ, Mabi cũng rất là vui là được hỗ trợ mọi người để mà tốt đẹp hơn. Em hy vọng là mình trong thời gian tới mình sẽ phục vụ được nhiều người hơn nữa. Và hiện giờ là Mabi là cái hãng duy nhất
là mình có hai hệ thống, một hệ thống là trên web và một hệ thống là trên mobile phone. Mà cái mobile phone thật sự là cái khó hơn, tại vì khi mà người ta dùng quen rồi đó là ai người cũng vô phone hết, chứ còn vô Google để kiếm thì rất rất là lâu. Và cái việc thay đổi cái cách mọi người thì nó sẽ hơi tốn thời gian một tí, nên là chị em mình đang ở đây tích cực để mà nói cho mọi người nghe đây. Nó không tốn thời gian, nhưng mà nó chỉ là một cái cách làm việc mới. Em cứ nhớ hồi đó mấy cái phone mới ra đó mà nó còn bấm con số mà chưa có touch screen á, mình muốn đánh vần nghĩa là anh khỏe không là cứ phải bấm số 1 ABC rồi từ từ, nghĩa là bấm rất là lâu. Thì khi mà cái iPhone mới ra hay mấy cái touch phone á, chính bản thân chị cũng thấy học lâu quá, tại sao mình cũng bị hơi bị confused. Nhưng mà một khi mình đã dùng cái hệ thống mới mà mình thấy nó dễ dàng, thấy nó thì bây giờ bảo trở lại cái phone cũ là không có ai muốn trở lại rồi. Thì chúng tôi tự tin rằng nếu quý vị thử Mabi app và giới thiệu khách hàng của quý vị thử thì lần lần là quý vị sẽ không đi lại cái cách làm việc cũ đâu. Và mọi người có nhiều thời gian để dành cho gia đình cũng như là cái cuộc sống riêng của mình. Chị nghe nói em kể chuyện, không những chị Kim mà lần trước em kể chuyện con mình cũng nói chuyện với một chị mà chị Mỹ Linh, New Jersey, phải không? Chị đó ở Pennsylvania. Chị đó tiệm có rất là ít khách mà chị phải vừa đi làm mà vừa trông tiệm trông con chứ không có thì giờ gì hết. Bây giờ là chị nó hoàn toàn chị nói là lâu lâu chị còn chạy đi làm việc cái này cái nọ chứ không có phải là ngồi ngay tiệm để lúc nào cũng canh khách bước vào. Thì bây giờ chị ấy chủ động hơn về cái lịch làm việc. Lần đó em có nói chuyện với chị ấy thì chị nói là cái ngày hôm đó chị ấy phải đi coi nhà và chị block nguyên cái buổi sáng để chị đi coi nhà và buổi chiều hôm đó là chị thoải mái hơn. Vậy thì khách mà vào tiệm thì họ biết là người nào làm được, người nào không làm được rất là dễ ha. Cái đó hay, có nghĩa là mình có thể chủ động từ thời gian tới giá cả, lúc nào mình muốn sale là sale, lúc nào mình muốn hết sale là sale, mình muốn gửi voucher thì tất cả những cái đó sẽ mang lại lượng khách rất nhiều. Tại vì ngay bản thân Kỳ Duyên cũng vậy, nhiều khi mình nghĩ là mình không muốn cái dịch vụ đó, nhưng mà tự nhiên đang ngồi chị nó gửi tới, ô hôm nay được 20-30% off hay là cái gì, cái là mình cũng ok ráng đi. Cái đó cũng là rất là cái tốt. Vậy thì nếu mà bây giờ mà quý vị muốn liên lạc hay là muốn download app thì cái cách nào là cái cách dễ nhất? Mình theo cái số phone đang để trên màn hình ở dưới này quý vị có thể gọi vào, hay có cái cách nào mà dễ hơn mà không cần gọi phone không em? Quý khách có thể vào trang mabi.us để lại thông tin, số điện thoại, zip code, bên đội vận hành của mình sẽ liên hệ sớm nhất để phục vụ quý khách ạ. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gọi ngay số phone đang hiện trên màn hình, hoặc quý vị bất cứ lúc nào có thể vào mabi.us hoặc là mình Google, phải không em? Nếu mà quý vị không biết cách như thế nào thì cứ vào Google, search Mabi, toàn bộ thông tin đầy đủ nằm trên đó. Bây giờ là mình Mabi tốt rất rồi. Là dễ là MABY, viết sao nói vậy hả? Mabi hay là tiếng Việt là má bì? Trong tiếng Việt của mình có nghĩa là mái ấm bình yên chị nha. Mái ấm bình yên. Bây giờ chị mới thấy, chị mới biết ra cái đó. Rất là hay, có nghĩa là cái tên là cái chữ là tiếng Anh nhưng mà dịch ra từng chữ một thì là mái ấm bình yên. Cái app mình không chỉ tụi em không phải là muốn sell không, và tụi em muốn đem tới một cái giá trị nhân văn là cho mọi người có một cái gia đình ấm cúng, không có quá lạc lõng như cái kiểu ở Mỹ của mình. Quá dễ thương, tại vì không biết là chị có nên giới thiệu một tí về Cow, nhưng mà thưa quý vị, khi mà em nói tới cái mái ấm bình yên á thì chị thấy là tại sao nó rất đi với lại cái con người và cuộc sống của em. Vì thưa quý vị, Cow bây giờ đang nuôi hai em con nuôi, nhưng mà một em lại bị tự kỷ autism. Nhưng mà cái cách mà Kỳ Duyên tới nhà mà thấy cái cách Cow chăm sóc hai em đó thì rất rất là tuyệt vời. Và có một em trai mà ngay cả sở dĩ mà Cao mang về nuôi, tại vì ngay cả mẹ em nói em không nghe, nhưng mà chỉ có nghe bố Cao thôi hả? Ba Cao hả? Thành ra chị biết là đối với em, những cái giá trị của gia đình và trông con và chăm sóc cho con nít nó rất là cao. Tại vì theo em thì mình đưa ra một cái solution cho khách hàng để họ tối ưu hóa cái việc họ làm việc như thế nào, quản lý tiệm ra sao. Bên cạnh đó họ có thể là kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng họ
tụi em muốn là họ có nhiều thời gian cho gia đình của họ hơn nữa. Em cũng hiểu được là mọi người họ phải làm việc rất là vất vả và không có nhiều thời gian dành cho bọn trẻ ở nhà. Bọn trẻ nó cần cái sự quan tâm chăm sóc của gia đình để cái sự phát triển nó tốt đẹp hơn. Chị đã đi làm ở nhiều tiệm nail nha, nhưng mà chị thấy nhiều khi bố mẹ đi làm rồi mang con ra luôn. Nhiều khi con nhỏ đi học rước ở trường về là để ở tiệm nail có những cái phòng đằng sau cho các em làm bài hay ăn uống ngay trong tiệm. Thì đó là vì họ không có sự lựa chọn. Nhưng mà nếu bây giờ các bạn tưởng tượng là cái giờ đó mình có thể đi làm cho tới 3 giờ, nhưng mà cái khung giờ đó mình có thể sắp xếp để mình block hoặc là để mình đi đón con về sắp xếp này nọ, có thì giờ để mà spend time với con nhiều hơn, thì đó cũng là một cái rất là tốt. Vậy thôi thì câu chuyện đến đây chúng tôi xin tạm dừng. Và nếu quý vị có còn thắc mắc gì, quý vị cứ gọi vào. Và Kỳ Duyên hy vọng là tới đây thì Mabi đã làm tất cả những cái có thể làm để, và cái phần của quý vị là chỉ gật đầu để đồng ý cho chúng tôi mang khách tới cho quý vị thôi. Không phải đóng tiền, không phải gì hết. Chỉ cần mong, yes một cái thôi phải không? Chỉ mong là quý vị ủng hộ hai chị em tụi em. Vậy thì mình cheers một cái đi. Chúc Mabi thành công và chúc quý vị thành công, tăng thêm thu nhập và có nhiều thời giờ hơn với gia đình. Chào tạm biệt mọi người. Cheers. Sử dụng app đơn giản, thân thiện, dễ thao tác. Với Mabi, chủ tiệm nail và khách hàng thấu hiểu và gần nhau hơn. Mabi, app nail Việt cho người Việt.